quý vị, sáng 11 tháng 10, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc khẩn trương làm rõ vụ việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tại huyện Bảo Lâm bị tố giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm vụ việc, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chấn chỉnh và xử lý vụ việc nghiêm minh. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đang củng cố hồ sơ chờ kết quả giám định, nếu đủ cơ sở sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông này để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Thông tin ban đầu, trước đó ông này quen với một em học sinh 15 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, làm việc ở một quán cà phê. Hai người thường xuyên nhắn tin, nói chuyện. Đầu tháng 10 năm 2023, hai người hẹn gặp nhau ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bờ Lao thuộc thành phố Bảo Lộc. Ngày 2 tháng 10, học sinh này về nhà rể và có biểu hiện bất thường. Người thân trong gia đình gặng hỏi thì em nói có quan hệ tình dục với người kia. Sau khi kiểm tra tin nhắn trao đổi giữa hai người, gia đình học sinh này gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sau khi vào cuộc, Công an thành phố Bảo Lộc đã mời vị hiệu trưởng đến làm việc, thu thập chứng cứ, lấy mẫu giám định để củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.